Bóng bất ngờ. Chủ công không dũng phát bóng. Bóng bất ngờ, thủ rất tốt từ các cầu thủ Quảng Nam. Bóng bất ngờ. Rất nỗ lực cứu bóng. Trọng tài xác định lỗi kỹ thuật của các cầu thủ bên phía Quảng Nam. Điểm cho Phi Liệt. 3, 8.
hệ thống bàn tay trắng của các cầu thủ khi liệt ra ngoài. Trọng tài cho định bóng bàn tay trắng ra ngoài. Bóng ngoài sân. Lỗi kỹ thuật của các cầu thủ của Quảng Thanh. Điểm cho Phi Liệt Lâm Táo. Đổi điểm cho Quảng Thanh 13-7. Vậy là chỉ còn 2 điểm số nữa thôi là sẽ kết thúc cuộc thi đấu. Kết thúc hiệp đầu chúng ta với tỷ số 15-9 cho các cầu thủ Quảng Thanh.